Chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Pháo Auto. Thì hôm nay bên mình có nhận một chiếc VFE 34. Xe này bên mình làm cũng khá là nhiều, có làm đèn, làm cách âm và làm LED đèn hậu. Nhưng mà hiện tại thì mình muốn giới thiệu cho các bạn biết là cái cách âm này. Thì nhiều bạn mua chiếc xe VFE 34 này về thì cứ nghĩ là động cơ điện thì rất là êm ái và sẽ không có tiếng động cơ, cho nên là xe sẽ bớt ồn. Nhưng thực ra là không có phải. Thì nếu mà các bạn mà không có nghe được tiếng động cơ á, thì các bạn sẽ nghe được cái tiếng cái hốc bánh á, cái tiếng rào bánh rất là lớn luôn. Cho nên là chủ xe bên này đã quyết định cách âm hốc bánh và full toàn xe luôn, là lúc ấy mình sẽ triệt tiêu hoàn toàn cái âm thanh bên ngoài. Đấy, thì bên mình sử dụng là vật liệu là Dr. Artex. Đây, thì vật liệu ở Dr. Artex này mình cũng có giới thiệu ở những cái clip trước rồi, thì các bạn có thể tham khảo. Thì các bạn bên kỹ thuật bên mình đang thi công, thì cái này mình đảm bảo là hiệu quả 100% nha. Chiếc này là mình cấp âm full xe luôn, chứ không chỉ riêng là cái này. Hiện tại mình đang thi công hốc bánh thôi. Nếu các bạn muốn tiết kiệm chi phí á, thì mình chỉ cần cách âm hốc bánh thôi là cũng đủ rồi. Nhưng mà nếu mình khuyên á, thì mình các bạn nên cách âm full xe. Thì trước đây có nhiều anh em á, hỏi về vấn đề cách âm á, là họ sợ cách âm là không hiệu quả hay là nó bị chảy ra là gì đó. Là mình xin trả lời là do trước đây á, là người ta sử dụng cái vật liệu cách âm á, nó chưa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho nên là nó sẽ bị một cái đó là đi một thời gian là cái cao su này sẽ bị chảy ra đó, là nó hôi. Và dĩ nhiên là vật liệu cách âm giả và rẻ tiền thì chắc chắn là nó sẽ không có hiệu quả cách âm tốt được rồi. Đó, cho nên là một thời gian dài là có nhiều anh em rất là không có thích, bị ám ảnh về cái việc cách âm này. Nhưng hiện tại thì bên mình là nhà nhập khẩu chính hãng của những cái vật liệu cách âm nổi tiếng, và bên mình bảo hành 1 năm và cam kết là nó sẽ không có bị chảy và hư ở trong đây. Hiệu quả cách âm thì bên mình cũng cam kết hoàn toàn luôn nha, chứ không có liên quan bảo trợ. Thì cách làm ở trong xe á, thì mình có sử dụng thêm cái miếng tiêu âm. Đây, như các bạn thấy là đang gắn vào cái lồng dè xe. Đó. Đây là miếng tiêu âm. Thì hiện tại bên mình đang thi công cái này xong. Là tiếp theo là chắc mình sẽ nói về cái đèn F cộng mà bên mình vừa làm cho chiếc VFE 34. Thì cái đèn này là cái đèn đầu tiên bên mình làm luôn. Thì hiện tại mình đang ngồi trong xe VFE 34 đã cách âm rồi. Thì như các bạn đã biết thì chiếc xe E34 này cái tiếng động cơ mình nghe hầu như là không có nhiều. Nhưng mà bù lại lúc mà mình không nghe tiếng động cơ thì tiếng hốc bánh và tiếng môi trường bên ngoài mình nghe rất là rõ luôn. Thì dù gì đây cũng là dòng xe giá rẻ của VinFast, cho nên là hãng đã cắt giảm một số thứ, cho nên là anh em mới đi ra ngoài mà cách âm. Thì theo mình đánh giá thì cái độ cách âm của chiếc xe VFE 34 này lúc mà đã cách âm rồi á, thì nó cải thiện tới 70-80% so với ban đầu. Đó. Lúc mà mình đi vào cái đường cao tốc hoặc là đường mà có hơi nhiều sỏi đá một chút á, thì mình cũng không có nghe cái tiếng rào bánh nhiều. Thì hiện tại mình đang ở cái đường rất là bằng phẳng, thì lúc mà mình chạy là hầu như là không có nghe tiếng động nhiều. Nó cải thiện tới 70-80% so với là xe mà lúc mà chưa cách âm. Thì nếu các bạn mà có nhu cầu cách âm á, nhưng mà các bạn muốn tiết kiệm chi phí á, thì mình nghĩ là các bạn chỉ nên cách âm 4 hốc bánh thôi. Còn mà muốn triệt tiêu hết tất cả âm thanh và chạy trong sự êm ái á, thì các bạn có thể dán full xe. Như chiếc xe là dán full xe, cho nên là mình cảm giác nó rất là êm và mượt, giống như những chiếc xe sang vậy. Giống như mình từng ngồi chiếc Rolls Royce rồi thì mình cảm giác nó y y như vậy á, rất là êm. Đó, thì nếu các bạn có nhu cầu á thì Phát Auto 332-334 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, thành phố Thủ Đức. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.